Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Quân đang có mặt tại đây là xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa mọi người. Ngày hôm nay thì Quân sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá một ngôi đền khá là linh thiêng, một ngôi đền có một vị tướng, một ngôi đền phải nói rằng là nhắc tới ngôi đền này chắc chúng ta sẽ biết đến một vị tướng rất là có tài ba ở trong lịch sử Việt Nam, đó là ngôi đền thờ Dương Đình Nghệ mọi người. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với tất cả các bạn đi khám phá điểm một số nét cơ bản về Dương Đình Nghệ, ông là ai mà được nhiều người tôn sùng và kính nể ông như vậy. Dương Đình Nghệ sinh ngày 10 tháng 10 năm Giáp Ngọ, tức năm 874, là con trai thứ hai của cụ Dương Đình Thiện, thuộc gia đình hào phú ở Long Vĩ, châu Cổ Pháp, Bắc Ninh. Khoảng năm 894 di cư về làng Giàng, Dương Xá, Châu Ái, nay thuộc xã Thiệu Dương, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Vốn là một hào trưởng ở Châu Ái, giàu có nhiều thế lực, lại có lòng yêu nước và thương dân nên đã ngưỡng mộ và sự nghiệp giành quyền tự chủ của họ Khúc. Và họ Khúc cũng phải dựa vào thế lực của Dương Đình Nghệ để quản lý thâu suốt Ái Châu. Từ đó ông trở thành bộ tướng của Khúc Hạo và Khúc Thừa Mỹ. Mùa thu năm 923, vua Nam Hán sai kiêu tướng Lý Khắc Chính đem quân đánh Giao Châu, bắt được Khúc Thừa Mỹ đem về. Dương Đình Nghệ lấy tư cách là nhà tướng cũ của Khúc Hạo, tập hợp quân sĩ và đánh bại Lý Khắc Chính. Lý Khắc Chính phải chạy về Nam Hán. Chúa Nam Hán muốn chiêu dụ Tam Phong, tước cho Dương Đình Nghệ và bảo dân Giao Châu hay nổi loạn nên chỉ có thể ràng buộc lỏng lẻo mà thôi. Sau nhà Nam Hán sai Lý Tín sang làm thứ sử cùng với Lý Khắc Chính đóng giữ Giao Châu ở Tống Bình, Hà Nội. Nhưng quyền lực của bọn Lý Tín và bè lũ thực tế không ra khỏi thành Tống Bình. Các địa phương và các tướng lĩnh họ Khúc, các hào tướng vẫn giữ quyền cai quản nhân dân mình. Lợi dụng thức vị được Tam Phong, Dương Đình Nghệ cai quản Ái Châu, ngày đêm quyết chí tiếp tục sự nghiệp khôi phục quyền tự chủ cho đất nước. Ông đã nuôi 3.000 nghĩa sĩ, luyện tập võ nghệ, chuẩn bị cho lực lượng tập hợp nhân tài về làng Giàng, Dương Xá, Thiệu Hóa, Thanh Hóa, biến nơi này thành trung tâm kháng chiến, nơi tụ nghĩa của các anh hùng hào kiệt Ngô Quyền từ Đường Lâm, Sơn Tây, Đinh Công Trứ từ Trường Châu, Ninh Bình, Phạm Bạch Hổ từ Đằng Giang, Hưng Yên. Tất cả đã đưa ra quyết và lực lượng của mình hợp lực với Dương Đình Nghệ để chống giặc ngoại xâm suốt một thời gian dài, từ năm 923 đến năm 931. Lý Tín biết được việc này cho người về báo cấp với Chúa Nam Hán. Tháng 12 năm Tân Mùi 931, mùa đông, Dương Đình Nghệ liền kéo quân vây đánh Lý Tín, chiếm thành Đại La, thủ phủ của quân Nam Hán. Mũi Tín quân chủ lực do Ngô Quyền chỉ huy, một mũi do Dương Tam Kha, quân của Dương Đình Nghệ nắm, đã kịp thời phối hợp với lực lượng của Đinh Công Trứ và vây đánh quyết liệt Đại La. Thứ sử Lý Tín vội cấp báo về Quảng Châu cầu cứu Chúa Nam Hán, sai thừa chí Trần Bảo đem quân ra cứu viện. Viện binh chưa sang đến nơi, thành Đại La đã rơi vào tay của Dương Đình Nghệ. Tướng giặc là Lý Khắc Chính bị giết tại trận. Thứ sứ Lý Tín vội vàng phá vòng vây, đem tàn quân tháo chạy về nước. Khi viện binh ồ ạt kéo sang, Dương Đình Nghệ đã chủ động rời thành, đem quân phục kích những nơi hiểm yếu và tấn công các doanh trại của địch. Trước sự tiến công vũ bão của quân ta, quân Nam Hán hoàn toàn tan rã. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Dương Đình Nghệ đã thắng lợi trọn vẹn. Họ Dương đã khôi phục lại nền tự chủ của nước nhà. Đặc biệt, ông đã chọn đúng các nhân tài và trao cho họ trọng trách xây dựng cai quản Châu Ái, Châu Hoàn, và để tạo thành lực lượng lớn mạnh mưu việc lâu dài cho đất nước. Nhưng ông đã bị tên nhà tướng Kiều Công Tiễn, người Châu Phong, ám hại. Nhân dân ta vô cùng căm phẫn, nổi lên chống lại tên phản bội. Lúc này Kiều Công Tiễn vội vàng người cầu cứu đến Chúa Nam Hán.
Khi nghe tin bố vợ Kiều Công Tiễn giết hại, nhà Nam Hán lại cho quân là Vạn Vương Hoàng Thao đưa quân sang xâm lược nước ta. Lúc này Ngô Quyền đã nhanh chóng tập hợp lực lượng đem quân đi giết tên phản đồ và đón đánh quân Nam Hán. Để đánh thắng quân xâm lược, ông đã cho bố trí trận địa cọc nhọn bọc sắt cắm xuống dòng sông Bạch Đằng vào tháng 10 năm Mậu Tuất, tức là tháng 11 năm 938. Lúc thủy triều lên, quân ta đã nhớ cho thuyền giặc vượt qua trận địa cọc sắt, đợi cho nước thủy triều xuống, quân ta bắt đầu tiến công dữ dội, đánh vỗ mặt hai bên sườn, làm cho thuyền giặc phải tháo chạy, đâm vào cọc nhọn bị sắt bị đắm gần hết. Hoàng Thao bị chém chết tại trận, quân ta giết và bắt sống hầu hết quân Nam Hán, chiến thắng vẻ vang tội trên sông Bạch Đằng vào cuối năm 938 đã kết thúc hoàn toàn. Thời kỳ mất nước kéo dài hơn 1.000 năm dưới ách thống trị của phương Bắc, chính nhờ có thế lực của Dương Đình Nghệ đã tạo ra 6 năm cai quản đất nước và được Dương Đình Nghệ tin yêu và gả con gái Dương Thị Như Ngọc và giao cho trọng trách được rèn luyện thử thách nên Ngô Quyền năm 939 đến năm 944. Người anh hùng dân tộc đã tạo nên sự nghiệp lớn lao, mở ra thời kỳ độc lập, tự chủ lâu dài cho đất nước. Có thể khẳng định rằng không có Dương Đình Nghệ và lực lượng của ông thì không có chiến thắng của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng. Cuối năm 938, trong sự nghiệp chiến đấu vì nền tự chủ của nước nhà, bản thân Dương Đình Nghệ là một danh tướng dũng mãnh, mưu lược, kiên cường, bất khuất, nên khi mất, đền thờ của ông có câu đối: Dương Tam Thiên Nghĩa Sĩ, Dĩ Phục Phù Băng Kinh Khí, Trường Bát Vạn Hùng Binh Nhi Xuất Chiến Lẫm Lẫm Uy Danh. Tạm dịch là: nuôi 3.000 nghĩa sĩ để phục thù bừng bừng khí dũng, cầm đầu 8.000 quân xuất trận lầm lẫm uy danh. Ngoài ra ông còn có các con trai con gái của ông là Dương Tam Kha, Dương Thị Như Ngọc đều là một lòng yêu nước, thương dân vì dân, có nhiều công lao cho đất nước. Vừa rồi mình mới vừa cùng với tất cả các bạn điểm sơ lược sơ qua về người anh hùng dân tộc Dương Đình Nghệ, một người có tầm ảnh hưởng đối với lịch sử của Việt Nam chúng ta. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ vào tham quan và khám phá ngôi đền cổ có hàng nghìn năm lịch sử rồi mọi người nhé. Thì bây giờ Quân sẽ cùng với tất cả các bạn và đồng hành cùng với mình sẽ vào khám phá đền của ngài. Thưa các bạn thân mến, đây trước mặt các bạn chính là đền thờ Dương Đình Nghệ, một người anh hùng của dân tộc Việt Nam. Ông là người có công đánh đuổi quân Nam Hán. Đây mọi người, thì trước mặt đây các bạn là ngôi đền. Mọi người biết là ngày hôm nay thì bầu trời khá là đẹp. Ở đây có những các cái cây đa, cây gỗ thụ rất là mát mẻ, đẹp. Nó tạo nên một cái phong cảnh rất là yên bình, một nơi rất là linh thiêng và cổ kính. Theo như mình được biết thì ngôi đền này đã được trùng tu và sửa chữa lại mọi người. Ở bên trước cửa đi vào đền thì mình thấy có những cái dòng chữ Hán ở đường này. Ở đây có những cụ ngựa đang chầu ở hai bên, đều có hai cụ ngựa vẫn còn nguyên bản như vậy mọi người. Đây là cụ vuây. Cái phần trên này đã bị sứt đi một chút mọi người. Ở bên này cũng vậy, chúng ta sẽ thấy những cái dòng chữ Hán được viết lên một cái cột dòng chữ đây mọi người.
Cái đây có thể là những cái công đức ca ngợi của ngài. Và ở bên dưới thì vẫn có một cụ ngựa đang chầu vào hai bên và đối xứng song hành ở hai bên. Ở bên trên này thì có một bức phù lưu của cụ rồng ở bên này mọi người. Một bức phù lưu được hiện lên rất là nổi luôn, đó là cụ rồng. Đây mọi người. Và ở đây là vị tướng sĩ đang canh các cổng ở trước cổng đền của ngài. So với những cái bức tượng ở bên kia thì ở đây thì có một bức tượng có một linh vật, đó là một con hổ. Mình nghĩ đây là một con hổ mọi người nhé, đang nhảy xuống, và bên kia có một cụ rồng. Mình nhìn thấy rằng là mình thấy có một cái bức tượng khá là đặc biệt ngồi ở trước cửa đền thờ của ngài. Thì ở đây có một bức tượng. Mình nghĩ đây là, theo như mình suy nghĩ thì đây là có thể là lính, một bức tượng của một lính chim thành đã được quỳ để hầu ngài. Đây thì, theo mình nghĩ như vậy. Thì mình cũng đi quay rất là nhiều các cái ngôi đền và các cái bức tượng này nó khá là giống nhau đấy mọi người. Thì mình thấy bức tượng này nó so với bức tượng bên kia thì đã được tu sửa lại rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đưa tất cả các bạn vào bên trong để tham quan ngôi đền của ngài. Mọi người, hiện tại hôm nay trời cũng rất là đẹp nhưng cũng rất là nắng mọi người nhé. Đấy, mình đứng ở dưới khu vực sân thì nó rất là bóng chân luôn. Đây mọi người, thì mình cũng đã xin phép bác trông coi ngôi đền ở đây để mở cửa cho chúng ta vào để chúng ta quan sát, khám phá ngôi đền linh thiêng của ngài. Đây mọi người, đây là bên trong của ngôi đền. Ở đây thì hơi tối một chút mọi người. Đây mọi người thấy đây, ở chính giữa đây có thể là nơi thờ ngài chính. Thờ ngài chính, còn hai bên này là không biết là thờ ai thì mình cũng không được rõ lắm. Nhưng mà mình thấy là có những các cái dòng chữ ở Hán. Ở đây có những cái cột lim. Đây mọi người. Thì ở chính giữa đây chắc chắn là thờ ngài rồi. Thì mọi người nhìn biết ở bên này thì chúng ta vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái dòng chữ rất là to. Đấy, bằng chữ Hán đấy mọi người. Đấy. Thì và ở hai bên được khắc hai dòng chữ bằng chữ Hán đây mọi người. Đó. Và ở bên này cũng có một dòng chữ Hán, nhưng mà ở giữa này thì không biết là cả cái bài vị đây là thờ nhà, chắc là mình cũng nghĩ là thì thờ con hay là thờ một vị Phật gì đấy. Mình nghĩ là vậy. Đây những cái dòng chữ đây mọi người. Thì ở đằng sau này có những cái ngai. Đây là không phải là vị thờ Phật mọi người, chắc là thờ con, hoặc là thì bản thân của ngài Dương Đình Nghệ thì sinh ra được hai người con đó mọi người. Một người con trai và một người con gái ở đây. Để mọi người xem những cái dòng chữ ở đây. Bên này cũng vậy.
Ở phía sau ngôi đền của Ngài Dương Đình Nghệ thì chúng ta đằng sau thì có một ngôi chùa, đó là chùa Hưng Phúc mọi người. Một ngôi chùa cũng khá là cổ. Đây mọi người. Ở bên này thì có những tấm bia của chùa rất là cổ mọi người nhé.